Chào mừng các bạn đã quay lại kênh Tăng Cảng Decor. Thì trong video hôm nay thì bên Tăng Cảng sẽ giới thiệu đến các bạn những cái dòng sản phẩm vừa mới về, cũng như là những cái dòng sản phẩm là bên mình vừa hết hàng và phải bổ sung về cho những anh em làm công trình. Thì trước mặt các bạn thì đây là những cái dòng sản phẩm mới, cũng như là một số cái dòng lưỡi cưa hợp kim dành cho các máy cắt hợp kim tua chậm thì bên mình cũng vừa mới về của hãng Diapro. Rồi, thì bây giờ mình sẽ vào chi tiết từng cái sản phẩm để các bạn nắm được cái thông số cũng như là mức giá hiện tại đang bán ha. Đầu tiên đây là một cái dòng sản phẩm lưỡi 10 inch, tương đương đó là 250mm, sử dụng cốt là 25.4. Thì dòng này nó sẽ có 50 răng và cũng như là cái vòng tua mà anh em có thể sử dụng đó là tối đa 3.000 vòng trên 1 phút. Thì thông thường thì những cái dòng máy tua chậm thì nó sẽ rơi từ khoảng 1.800, thì dòng này có thể sử dụng đối với những cái dòng máy thường cái máy nội địa Nhật hoặc là một cái số dòng máy tua chậm nó sẽ có cái vòng tua rất là cao. Hơn 1.800 thì anh em có thể tham khảo. Thì chỉ riêng cái dòng lưỡi 10 inch này thì nó sẽ sử dụng được tối đa đó là 3.000 vòng trên 1 phút. Thì dòng này thì hiện tại bên mình đang bán với mức giá là 2.360.000. Rồi, 10 inch, 50 răng dành cho máy cắt hợp kim tua chậm 250 ha. Thì thông thường những cái dòng này thì nó sẽ cắt chính là cho các cái dòng nhôm hoặc là sắt, còn inox thì inox mỏng thôi. Thì các bạn có thể cắt được những cái dòng sắt hộp, sắt lập là, sắt y hoặc là sắt v. Thì thông thường thì các những cái dòng sắt ống tròn hoặc là sắt hộp thì rất là dễ, hoặc là lập là thì các bạn sẽ cắt theo chiều đứng, còn cắt sắt v thì nó sẽ hơi khó hơn tí xíu. Thì các bạn lưu ý thì những cái dòng máy tua chậm thì các bạn bóp đủ tốc cho máy chạy đủ rồi bắt đầu mình nhấn xuống và cho đi từ từ. Rồi lớn hơn tí xíu thì nó sẽ có dòng lưỡi 12 inch, đây là cái dòng mà hay sử dụng nhiều nhất. Thì thông thường những cái dòng máy của Boss hoặc là bên Makita con LCM1230 thì nó sẽ sử dụng lưỡi 300 hoặc là 305. Thì dòng này thì bên mình đang bán mức giá là 2.540.000. Thì dòng này nó sẽ có số răng đó là 60 răng đó, 2.540.000. Thì những cái dòng sản phẩm này nếu anh em muốn trả góp thì bên mình đều có hỗ trợ trả góp qua Funding ha, 60 răng rồi dành cho máy hợp kim tua chậm. Rồi lớn hơn chút nữa thì tất nhiên giá cũng sẽ cao hơn tí xíu. Cái này thì bên mình về số lượng cũng rất ít, nên các bạn anh em nào đặt mình sử dụng những cái dòng máy tua chậm của Dewar như con DW872 thì mình có thể đặt mua ha. Thì mức giá 3.685.000, dòng này là 70 ra 2 ra, số lượng còn 2, nói chung là cũng còn khá ít, nhanh còn chậm hết. Anh em cố gắng đặt mua sớm này. Rồi tiếp đến thì những cái mã sản phẩm của hãng Unity thì bên mình cũng vừa mới về để tham khảo những cái dòng sản phẩm này. Thì số lượng thì bên mình cũng chỉ về vài bộ trước để thử thì coi thì anh em có đón nhận như thế nào. Thì mức giá thì nó cũng chưa có được tốt lắm. Nói chung là thì hiện tại thì bên mình có hai cái mã, đầu tiên là máy đo độ ồn này và cũng như là cái máy đo tốc độ gió. Thì thông thường cái tốc độ gió thì các bạn sẽ đo những cái dạng như lưu lượng gió trong cái máy hút bụi á đó. Còn nếu anh em mà có thể đo thì mình có thể đo những cái dòng máy thổi cũng được, nhưng mà anh em lưu ý thì thông số của hãng đưa ra thì nó sẽ đo tối đa đó là 108 km/h. Thì bên mình cũng có test thử rồi thì nói chung là nó vượt luôn ngưỡng, nó khoảng đo được khoảng 168-169 km/h. Thì các bạn có thể đặt mua. Thì cả hai mã này đây, như mã đo độ ồn thì nó sẽ có cái mã là Unity là UT 353, thì hai con này đồng giá 390.000. còn bên con đo tốc độ là UT 363 390. Rồi thì bây giờ mình sẽ bỏ pin. Thì tất cả dòng này thì nó sẽ sử dụng 3 cục pin 3A ha, để mình có thể sử dụng pin thường, pin sạc cũng được đó. Đối với cái dòng đo độ ồn thì mình giới thiệu sơ qua về các cái tính năng ở trên đây đó. Thì nút nguồn, rồi trên đây thì nó sẽ chỉ đo chính là đo cái thông số là dBA, là coi như là decibel đó, là cái thông số chính mà mình hay sử dụng. Rồi đây là nút nguồn nè. Rồi tiếp đến là fast and slow, nói chung là gọi là bắt cái tốc độ nhảy đó. Ví dụ như những cái âm thanh mà mình muốn đo thông thường á thì mình để chế độ slow cũng được. Rồi những cái tiếng ồn mà lâu lâu bất thình lình mà nó xuất hiện á thì mình chọn chế độ fast để mình bắt những cái âm thanh đó. Rồi tiếp đến là cái đo min và max đó. Thì thông thường á thì mình bấm max thì nó sẽ bắt cái độ ồn cao nhất, rồi nó sẽ lưu lại đó. Ví dụ như mình nói khoảng 80 hoặc trên 80 rồi nó sẽ bắt cái cao nhất. Rồi chuyển qua đo min thì mình có nói to bao nhiêu thì nó sẽ không có lấy số đó mà lấy số nhỏ nhất. Rồi ok ha. Rồi bên cái nút hold này thì hold bấm một cái là coi như là nút giữ. Rồi cái đó thì anh em biết rồi. Còn nếu anh em mà giữ luôn thì nó sẽ hiện cái đèn này lên. Rồi giữ tiếp thì nó tắt cái đèn này đó. Thì nó chỉ đo như vậy thôi. Thì thông thường những cái âm thanh mà ngưỡng cho phép của con người mà hay nghe được thì nó rơi tầm khoảng 60 cho tới 90 decibel. Còn ví dụ như mà chơi 100 decibel nhớ gọi là ngưỡng không có nhiều vượt ngưỡng cho phép, thì thông thường thì như ở ngưỡng mà 110 cho tới 130 decibel nhé
là con người chỉ có chịu đựng được khoảng tầm 10 cho tới 15 phút thôi. Đó, cái âm thanh đó là anh em hiểu như là tiếng máy bay, mà anh em đứng gần tiếng máy bay mà cất cánh đó, đó là nó ồn như vậy. Còn mình nói chuyện thông thường thì nó rơi tầm khoảng 70 cho tới 80 decibel. Đó là những cái ngưỡng mà anh em có thể tham khảo. Thì thường cái này thì những anh em thanh tra hoặc là những anh em mà đi làm kỹ thuật mà đo độ ồn trong xưởng thì mình mới dùng cái này thôi. Rồi, 390 ha, Unity, mã là UT353. Rồi, tiếp đến là cái dòng đo vận tốc gió. Thì trong đây thì nó sẽ có hồ quen để mình bỏ pin qua bên đây cho các bạn tham khảo. Đó, pin này, 3 cục 3A, nói chung là xài cũng lâu đó. Cái này thì nó sẽ hãng sẽ không có cái thông số chính xác, thì cái này mình cũng không quan tâm lắm. Đó, rồi cái cấu tạo thì nó cũng sẽ có phần cánh quạt ở đây để nó đo cái tốc độ thôi. Mình thổi thì nó sẽ quay cánh quạt và nó đo dưới đây. Rồi, công tắc nguồn. Rồi, trên đây thì nó sẽ đo cũng nhiều đơn vị, nói chung là mét trên giây rồi km trên giờ. Thì thông thường thì mình chỉ đo chính là hai cái thông số là mét trên giây và km trên giờ. Còn nếu anh em mà quy đổi thì từ mét trên giây thì mình nhân 3.6 thì nó sẽ ra km trên giờ ha. Đó, đó, đơn vị thì nó nằm ở đây. Đó, cũng đơn giản thôi. Rồi, mát. Rồi, hold thì cũng là lưu thôi. Để mình test thử cho anh em cùng xem ha. Đây, đây thì mình thử đo anh em cùng xem nè. Đây là cái con máy thổi của Dewar dùng pin này. Rồi, bây giờ thì mình sẽ giữ cái cò. Đó, cái tốc độ tối đa ở trong cái vòng, cái lồng của cái máy thổi Dewar dùng pin này á, thì nó khoảng tầm 35 mét trên giây. Thì nó rơi tầm khoảng 35 mét trên giây thì nó khoảng tầm 160-170 km trên giờ đó. Đó, thì các bạn có thể tham khảo. Thường thì cái này chủ yếu là đo cái lưu lượng gió ở trong các cái dòng máy hút bụi mà công nghiệp á, hút bụi sữa á, thì khi các mình gọi là nghiệm thu á, thì mình sẽ dùng cái này để mình đo. Chứ cái này thì nó sẽ không có đo tốc độ bão đâu. Đó, thì có tốc độ bão thì sẽ dùng cái lớn hơn ha. Đó, thì những cái dòng sản phẩm của Unity thì sẽ được bảo hành 6 tháng. Đó, mức giá của hai dòng sản phẩm này đó là 390.000. Đó, anh em có nhu cầu thì anh em có thể đặt mua. Rồi, tiếp đến là một cái dòng thước đo khoảng cách vừa dạng như thước cụ mà có đo khoảng cách gần xa bằng điện tử luôn. Đó, thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho anh em ha. Thì dòng này á, là cái dòng thước cụ dài 5m, còn đo khoảng cách nó là 50m. Đó, sử dụng ánh sáng đỏ. Rồi, bây giờ mình sẽ kéo ra cho anh em xem này. Đó, thì mặt thước thì nó cũng sẽ có phủ cái lớp mờ để không có bị bóng, để anh em có thể tham khảo. Thì dòng này thì nó cũng tự dừng. Đó, anh em muốn dừng rút thì mình sẽ bóp nút dưới này. Đó, thì mặt sau này nó sẽ có 3 cái phần tán rút nè. Đó, thì mặt trên này nó sẽ có trang bị cho anh em 2 cái phần 500. Đó, đó là cái thước cụ. Rồi, bên ngoài thì nó sẽ được bọc xu, chống và đập. Rồi, cái phía trong này nó sẽ là nút nguồn mình giữ ở đây. Rồi, phía dưới là nó sẽ có phần sạc. Sạc này thì sạc cổng micro thôi, chưa lên chuẩn tai si. Đó, thì nó sẽ hiện trên đây. Rồi, trên đây thì nó sẽ có 3 cái nút. Đó, nút này. Đó, thì nó sẽ được trang bị cũng bọc xu luôn, cũng rất là đẹp. Thì dòng này thì nó sẽ có hai cái cách đo. Một đó là anh em đo thẳng thì nó sẽ lấy điểm đầu, hoặc là điểm đầu của cái thước, hoặc là điểm cuối cái thước. Nó giống như cái thước điện tử thông thường. Rồi tiếp đến là mình chuyển qua cái chế độ measure này. Rồi, đó là cái đơn vị đo. Thì nó sẽ có đơn vị mét này, rồi hệ in này, hệ fit. Đó là ba cái đơn vị đo. Rồi ngoài ra thì nó sẽ có cái phần đo trong đây thì nó sẽ có đo được cái diện tích này. Nói chung là diện tích hình chữ nhật. Mình lấy một cạnh ngắn, cạnh dài, rồi nó sẽ ra cái diện tích. Hai là nó đo cái thể tích. Ba là nó sẽ lấy đo được cái cạnh huyền. Thì nói chung là giống y những cái thước đo khoảng cách thông thường đó, nhưng mà nó tích hợp với một cây như thế này. Thì cũng sẽ được bảo hành chính hãng 6 tháng. Thì mức giá đang bán đó là 985.000. Nếu anh em có nhu cầu mà một cái dòng sản phẩm mà tích hợp luôn trong một thì anh em có thể tham khảo dòng này ha. Đó, thì bây giờ mình sẽ thử cho anh em cái độ chính xác của cái dòng này nè. Đó, thì mình zoom xuống tí xíu phía dưới để cho anh em thấy. Bây giờ thì mình sẽ thử ha. Thì đây là cái thước cụt nè. Đây mình kéo ở đây mình lấy 30 đi cho nó dễ chào. 30 đây, 30. Đó, nói chung là khoảng 30 nè. Bây giờ mình sẽ đo nè. Và cái nút bên đây nè, cái nút measure nè, nó sẽ bắn một cái tia màu đỏ ra. Đó, rồi bấm cái nữa. Đó, nó sẽ là 0.0301 mét. Nói chung là độ chính xác cũng rất là cao. Đó, thì so với cái phần thước cụm cũng như phát bắn tia. Đó, thì về cái độ sai số thì dòng này thì trong này họ sẽ ghi
là sai số nó rơi tầm khoảng cộng trừ 2 mm cho cái 50 mấy, đó là mức độ sai số. Rồi về cái nhiệt độ thì nó sẽ dùng từ cái này thì mình chưa có coi rõ hả. Nói chung là từ từ mình sẽ update ở trên website đây. Đó thì cái trọng lượng nó là 300g này, kích thước nó nằm ở đây này. Đó dòng này là LM50T là đo khoảng cách 50 mét. Nói chung là nó có cái dòng 60 mét nữa nhưng mà mình thấy cũng không cần. Đó mình lấy thử trước về cái dòng 50 mét này để anh em tham khảo. Thì mức giá này cũng rất là tốt. Nói chung là anh em kỹ thuật hoặc là với anh em trong nghề làm nội thất thì mình có thể trang bị đó, phòng móc gà này, bọc su này. Đó rất là đẹp. Hiển thị màn hình LCD luôn á. Đó. Vậy ha, bên đây nó sẽ có hai cái phần bọc su để tránh tình trạng rớt thì cái mặt kính này nó sẽ không có bị tác động. Đó. Nó phím bấm đi đây, rồi dưới. Đó. Kéo. Đó, 985.000 ha. Đó, rồi, qua ha. Rồi. Tiếp đến. Rồi, nãy thì toàn mấy cái sản phẩm hơi công nghiệp rồi. Bây giờ thì mình sẽ tiếp đến một cái dòng dành cho anh em mà điện tử hoặc là anh em hay sửa laptop rồi điện thoại rồi đó. Đây là một cái dòng sản phẩm của hãng Fukuoka, thì dòng này nó rất vô số chi tiết luôn, hơn 100 chi tiết. Đó, thì dòng này nó sẽ bỏ được trong cái hộp như thế này. Đố anh em trong này là gì? Thì bây giờ mình sẽ mở ha. Đó, thì cách mở như sau, nói chung là cái này nó sẽ là toàn bộ nó sẽ là bằng nhựa này, bọc su rất là đẹp này. Đó, mã của nó là Fukuoka FO9227, thì hiện tại bên mình đang bán với mức giá là 485.000. Rồi, ở đây nó sẽ có cái phần khấn này để mình mở ra này. Đó. Dùng ra. Đó. Quá đẹp ha. Nói chung là toàn bộ những cái dòng vít mà siêu nhỏ dành cho những anh em mà chuyên mở laptop á, thì thông thường thì gần như anh em mà vào dùng gia đình thì cũng nên sở hữu một cái bộ này. Nhiều lúc lúc cần thì lại không có. Thì mức giá này thì mình thấy là rất là phù hợp. Thì đầu tiên đi từ bên trái qua thì nó sẽ có cái như thế này. Đây là cái nhíp này. Cái nhíp này. Đó là để anh em có thể gấp được những cái con vít nào nó bị rớt hoặc là anh em tháo gấp ra cho nó dễ nè. Đó, hãy ông rất là kỹ bọc cái miếng nhựa này. Rồi tiếp đến là cái này dạng như là cái cây cần vặn. Đó thì anh em sẽ gắn những cái mũi vít ở phía dưới này. Rồi mình vặn, mình xoay tay. Thì thông thường sửa điện tử thì anh em dùng vặn tay thôi để kiểm soát nó không bị tình trạng trần vít hoặc là hư những chi tiết. Rồi bên trong này nó sẽ có vô số tất cả những cái dòng mũi vít từ những cái dòng BH000, những cái dòng lục giác có lỗ, rồi những cái dòng mũi SL, rồi có những cái dòng mũi rất là đặc biệt luôn. Đó là như thế này nè. Đó anh em thấy không? Đó, nói chung là lâu lâu mà gặp chúng những cái con này, ví dụ như hôm đó hứng đang sửa mà mở đục cái con như thế này mà không có mấy cái con vít như thế này thì thôi dẹp bỏ luôn. Đó. Rồi, qua bên đây thì từ phía trên dưới thì nó sẽ có hai ô này là để anh em tăng từ tính cũng như là giảm từ tính cái mũi vít thì mình thả vào trong đây. Ra qua và lại là nó sẽ tăng hoặc là thả xuống dưới đây, ra qua và lại để giảm cái từ tính. Rồi nó sẽ cho mình là hai cái chi tiết bằng nhựa để nạy các chi tiết nhựa ha. Thì nói chung là nạy cái vật liệu gì thì mình sẽ dùng cái vật liệu đó, ví dụ như nạy chi tiết nhựa thì mình dùng chi tiết nhựa, rồi nạy kim loại thì mình dùng cái nạy kim loại đây, nạy kim loại đây. Rồi, bỏ gì kỹ vậy ta, đó loại kim loại này rất là đẹp. Toàn bộ cái dòng này thì sử dụng thép là CRV ha. Nói chung là dòng thép có cường độ cao nhưng mà CRV thì nó sẽ mềm hơn CRMO chút xíu đó. Rồi hãng còn trang bị cho mình một cái dây vặn vít gốc, đây cái dây vặn vít gốc đó như thế này đó, rất là hay ha. Đó, chọn bộ này chỉ có 485.000 đó, được cái hộp một cách xịn sò. Cái hay của cái dòng sản phẩm này á là họ trang bị cho mình cái này, khi mà anh em gặp vào á nó không có cái nào đụng với cái nào hết đó, anh em thấy không, nói chung là hắn cứ so le với nhau đó, xếp lại nó thành cái hộp đó, đẹp không. Còn được tặng thêm một cái túi nhung nữa, cái này vải nhung ha. Đó, 485.000 đó, cho anh em là sưu tầm ở trên chút xíu mình quay mắt là trong đây á, thì toàn bộ những cái phần này thì họ cũng đã đánh dấu cho mình cái chi tiết rồi, cái số hiệu rồi, thành ra ví dụ như dùng xong thì mình bỏ cho nó đúng để sau mình đi tìm cho nó dễ này. Đó, nhựa này rất là chắc chắn. Đó. Nói chung là cái hộp không cũng đã ăn tiền rồi. Đó, của hãng Fukuoka, mã nó là FO9227. Rồi, mức giá là 485.000. Cái này mình về số lượng có 2 bộ thôi. Nếu anh em đặt mua thì anh em mua sớm ha. Chứ up lên website thì nhiều lúc các bạn up chưa có kịp á, tại nó nhiều sản phẩm lắm. Rồi, mình quay mắt là trong mấy cái chi tiết mũi này nè. Đó, nó sẽ có thêm một cái đầu như thế này. Đầu này có 500 á, nói chung là để anh em mà hít mấy con vít mà nó mắc ở trong kẹt á
thì mình hít lên đó. Vì lúc không biết làm sao gấp nó lên thì gắn cái tục vít hoặc là cái dây bắt vít á, mình gắn cái đầu này nè đó, mình hít lên. Rồi còn cái này thì giống như mấy cái đầu túp á, nhưng mà đầu túp dạng siêu nhỏ này, chắc cũng 3, 4, rồi 5 ly thôi đó. Ok ha. Rồi tiếp đến là một cái sản phẩm cuối cùng. Nói chung là sắp tới thì bên mình cũng về vô số những cái dòng sản phẩm của DCA, mà do hiện tại thì mình đánh từ từ những cái dòng mã điện trước, rồi có mã pin thì bên mình mới về trước một cái combo dành cho anh em mà hay làm mỹ nghệ á. Mình sử dụng cái máy mài khuôn á, thì hiện tại cái DCA thì nó ra một cái combo máy mài khuôn hệ 12V. Cái combo này cũng rất là tốt, nó sẽ sử dụng hai cái cục pin đó, một cục pin nằm ở trong đây với cục pin dưới đây, thì pin nó sẽ là hai viên pin 2A, cục sạc nó là output nó là 3A. Thì chọn bộ cái combo này á, nó chỉ có 1.480.000 là combo một sạc, thân máy, hai pin và cái thùng đó. Thì đi kèm thì sẽ tặng cho anh em mấy cái đầu mũi mài này, rồi sử dụng 6.35mm ha. Thì dòng này nó có điều tốc luôn đó, đó 6 cấp điều tốc này, rồi cơ bản thôi. Rồi cái này là nút khóa để anh em có thể mà tháo mở cái mũi đó. 1.480.000 là nguyên combo. Còn nếu anh em mua thân máy không á, nếu anh em mà có hệ sinh thái của DCA rồi á, rồi của hệ 12V thì anh em có thể tham khảo cái mã này. Thì hiện tại thân máy thì bên mình đang bán với mức giá là 565.000. DCA thì được bảo hành chính hãng 6 tháng nên anh em yên tâm ha. Đó, DCA này. Đó, đợt này thì các hãng ra mấy cái mức giá cực kỳ rẻ luôn. Đó. Đó. Cả combo có thùng 1480. Đó, nếu anh em trả góp thì chia 3 ra, trả góp 3 kỳ trả chưa tới 500.000 nữa. Đó, rồi 30 ngày sau mình trả tiếp 1/3, rồi 30 ngày tiếp theo mình trả dứt cái cuối luôn. Đó, thân máy thì 565, đó. Combo thì 1.480. Rồi, cảm ơn anh em ha. Rồi DCA thì bên mình đang update dần dần ở trên website á, anh em có thể tham khảo. Rồi, anh em cũng đừng quên đăng ký kênh cũng như là bật thông báo để đón nhận những cái video mới về những cái chương trình để anh em có thể đặt mua những cái dòng sản phẩm mới. Thì nói chung là bên mình sẽ update liên tục những cái dòng sản phẩm mới để anh em có thể tham khảo. Đó. Đó. Cho anh em xem lại lần cuối này. Đó. Bộ này mình đánh giá rất là hay. Đó. Nói chung là chuyên nghiệp hay là anh em nghiệp dư gia đình gì cũng nên có bộ trong nhà. Đó.